Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay giao lưu với cô chú anh chị mình một lô me nữa ha. Lô me này cũ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cũ đẹp, thân cũng quái nha. À, cũ đẹp mà thân quái nữa nha cô chú anh chị. Me chua nha. À, me chua trồng trong cái chậu này từ nhỏ tới lớn nha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ nha. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là A1. A1. Đó, cô chú anh chị mình thấy cái củ cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Ha, củ lùng lực rất là khéo. Rồi thông số luôn. Cái củ gói rất là đẹp nha. Hoành củ đó là 29. 29 hoành củ. Hoành thân 16. Thân là 16. Chiều cao 29. Cao 29 nha. Kính bầu 18. Kính bầu là 18 nha cô chú anh chị. Cây A1 em xin giao lưu là 600 ngàn. A1 ha, 600 ngàn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Cây A2. Đó, cây này nó quấn nè. Quấn cục cứng ngắc nha cô chú anh chị. Ở trên nó có cái mặt sẹo ha. Đó, cái mặt sẹo ngày xưa ta cắt giật á. Nó muốn liền rồi. Cốt cành cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này củ to lắm luôn. Củ rất là to. Rồi, thông số luôn. Hôm nay hoành củ cái này ha là 43. 43 hoành cái củ nha. Hoành thân 16. Thân 16. Chiều cao nó 35. Cao 35. Kính bầu 20. Kính bầu 20 nha cô chú anh chị. Đó. Cây mã số A2 em xin giao lưu là 700 ngàn. A2 á, cây này 700 ngàn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo luôn. Ơi tiếp theo. Cây A3. Mã số là A3 ha. Cây này cái củ quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cái củ đẹp quá đẹp ha. Củ gói cực kỳ đẹp, đặc cứng ngắt luôn. Rồi, thông số luôn. Hoành củ là 39. 39 hoành cái củ luôn nha. Hoành thân 16. Thân là 16. Chiều dài là 24. Dài 24 ha. Kính bầu 20. Kính bầu 20 nha cô chú anh chị. Đó, me chua ha. Mấy cây này thì nó cũng có trái ở trong vườn bứng ra rồi nha cô chú anh chị. Rồi cây này có mã số là A3, em xin giao lưu là 650 ngàn. A3 nha, 650 ngàn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo A4. Cây này cây củ nó cũng khá đẹp nha. Đế nôm cao củ quắn ở trên nha cô chú anh chị. Nó bị chày nhẹ ha. Vô mấy cái chỗ này người ta vô dây nó có lằn ha mọi người. Mấy cái khắc đó người ta cuộc dây á, người ta kéo á. Rồi thông số luôn. Ra hoành ở dưới đây là 35. 35 hoành nha cô chú anh chị. Hoành cũ cũng 35 luôn. Thân 15 ha. Chiều cao của nó 37. Cao là 37. Kính bầu là 16. Kính bầu 16 nha cô chú anh chị. Mã số A4 xin giao lưu là 700 ngàn. A4 cây này 700 ngàn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây A5. Cây này độc quá cô chú anh chị ơi. Đó, độc lạ mà đẹp ha. Độc đẹp. Đó. Có củ đế đồ đàng hoàng nha cô chú anh chị. Những cái co lắc rất là ngặt nha. Đó. Rồi thông số luôn. Me chua nha cô chú anh chị. Co cực đẹp. Hoành ở đây là 30. 30 hoành. Nó hoành thân chỗ này là 17. Thân trên đó là 17 nha cô chú anh chị. Chiều cao 30. Cao 30. Kính bầu 20. Kính bầu là 20 ha. Đó, cô chú anh chị mình thấy ha. Những cái co cực kỳ đẹp nha. Mã số A5 em xin giao lưu là 800 ngàn. A5. Cây này 800 ngàn của chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo A6. A6. Đó, cây này chơi dạng cây phong cách nha cô chú anh chị. Cây này lùng lực. Đó, lùng lực con khúc mà. Cái cũ mà. Nó hết nguyên cái mình nó là cái cũ luôn rồi đó cô chú anh chị. Quấn cực đẹp ha. Rồi thông số luôn.
Quỳnh cũ 33. 33 quỳnh cũ. Cái này quỳnh thân em đo không được rồi. Em đo quỳnh chỗ này đi. Chỗ này là 12. À, đo tuốt ở trên đó là 12 nghe cô chú anh chị. Chiều cao nó 30. Cao 30 ha. Kính bầu 19. Kính bầu là 19. Mã số là A6, em xin giao lưu là 700.000. A6 nha. Ồ, một cây độc nha. 700.000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Đó, nó có cái thẹo ha, cái thẹo ở trên nè, cái mặt cắt á, mặt cắt cũ á, cô chú anh chị mình thấy ha. Cái này nè. À. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo. Cây A7. A7. Đó, cô chú anh chị mình thấy cũ rất là khéo ha. À, hai cái nhánh này nè cô chú anh chị, em báo với cô chú anh chị mình ha. Nó dính liền nè. Nó dính liền thành ra em không có gỡ ra nha. Em gỡ ra sợ nó bị cái thẹo á, thành ra em không có gỡ. Chấp luôn nha cô chú anh chị. À, nó khít gịch luôn rồi. Về mình lấy dây mình bó từ từ nữa là nó liền cốt luôn á cô chú anh chị. Quành đế là 32. 32 quành. Quành thân 23. Thân là 23. Chiều cao 37. Cao là 37. Kính bầu 17. Kính bầu 17 nha. Cây này lắc cực đẹp nha. À, chi cành là cũng đều hết trơn nha cô chú anh chị. Cái đó là nó người ta ngày xưa cái kẹp cái cây á, cái cây á, để tới lớn luôn nó dính thẹo nha cô chú anh chị. A7 em xin giao lưu là 700.000. A7 cây này 700.000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo mã số là A8. Cây này củ đứng nha. Củ đứng thì cái củ của nó dài chứ nó không có được to nghe cô chú anh chị. Chi cành cây này quá đẹp luôn. À, này mình chơi theo cái dạng là phong cách á, không có giống ai chứ, không có vô cây bài nha. Chơi mình chơi cây phong cách, cây theo ý của mình. Rồi, thông số luôn. 25 hoành. Hoành thân 15. Thân 15. Chiều cao là 37. Cao 37 à. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Mã số A8 em xin giao lưu là 650.000. A8 nha cô chú anh chị, 650.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cái mã số A9. Củ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cặp sừng trâu luôn ha. Rồi thông số luôn. Quạnh đo đây là 30. 30 quạnh. Quạnh đo quạnh thân chỗ này là 22. Thân 22. Chiều cao nó là 33. Cao 33 nghe cô chú anh chị. Kính bầu nó 15. Kính bầu 15. Mã số A9 em xin giao lưu là 650.000. A9 nha, 650 bao ship luôn cô chú anh chị. Đó, me chua ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo AM, cây này cái cũ quá khứ cái cũ luôn rồi cô chú anh chị ơi. À, cây này cũng khá chững cây bài á cô chú anh chị. Cũ quá đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Cây này mình cắt lại mình chơi cái cũ nó cũng đẹp nữa ha cô chú anh chị. Em đang hoành cũ em vị trí này là 36. À, hoành cũ là 36. Hoành thân là 16 rưỡi. Thân 16 rưỡi nha. Chiều cao 38. Cao 38. Kính bầu 17. Kính bầu 17 nha cô chú anh chị. Cũ cái này mấy cái này cái cũ càng bự thì cái thân của nó sẽ nhỏ lại ha, tại vì nó ép cái thân á. À, rồi AM. AM em xin giao lưu là 700.000. AM cây này 700.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. À, quá đẹp luôn rồi cô chú anh chị. Tiếp theo A11 cũng một cái cây cái cũ quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. À, cũ rất đẹp nha. Cây nào cũ cũng đẹp. Rồi thông số luôn.
Mấy cái cây này là sữa cũ từ nhỏ tới lớn rồi cô chú anh chị, thành ra cái củ rất là đẹp. Hoành em nói đây là 34. 34 hoành. Thân ở đây là 16. Thân 16. Chiều cao 24. Cao 24. Kính bầu 19. Kính bầu là 19. Cây A11 em xin giao lưu là 700 ngàn. A11 nha cô chú anh chị, 700 ngàn, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo một cây siêu phẩm cô chú anh chị ơi. Cái gọng quá đẹp luôn ha. Cái gọng này là bao độc, bao đẹp luôn cô chú anh chị. Gọng cực kỳ đẹp ha. Còn cái củ nè, cô chú anh chị mình thấy ha, cái củ nè. Củ là gói đặc luôn nha cô chú anh chị ha. Củ thịt, củ nạc ở đây nè. Ở trên này thì cái co nó thành cái củ luôn nha cô chú anh chị. Này là mấy cái lằn mà dây á, cuột lằn gịch á, gịch cái thân á, thành ra nó bị cái lằn ha. Rồi thông số luôn. Cái cây này cái thân quá đẹp luôn nha. Cái củ thì hơi nhỏ. 31 hoành cái cũ thôi. Hoành thân đó 22. Thân là 22 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 47. Cao 47. Kính bầu 18. Kính bầu 18 nha. Đó. Cái dáng cái phong của nó cực kỳ quái á. Không, nó không giống ai trơn ha cô chú anh chị. Chơi cây phong cách nha. Mã số A12 em xin giao lưu là 900 ngàn. A12 cây này 900 ngàn nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn. À, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo A13. À, nó như con rắn nha cô chú anh chị ơi. Đế sổ ha, đế rất đẹp nha. À, cô chú anh chị mình xem ha, nguyên cái vàng này cũ nào cũng đẹp hết trơn nha cô chú anh chị. Thân thì có cây khéo, cây hông ha. Còn đế là bao đẹp luôn. Rồi, thông số. Hoành em đo vị trí này là 33. 33 hoành. Hoành thân cái này là 15. Thân 15. Chiều cao là 32. Cao 32. Kính bầu 18. Kính bầu là 18. Cây A13 em xin giao lưu là 650 ngàn. A13 650, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo. Rồi tiếp theo A14. Cây này nó lại có cái dáng cũng rất là độc nha cô chú anh chị. Có cái cọng rễ bên đây nè cô chú anh chị mình thấy ha. À, ở bên đây là cái củ ha. Bên đây cái củ, bên đây có cái cọng rễ rất là độc nha cô chú anh chị. Nó đỡ cái củ này ha, cái cọng rễ đó nó đỡ cái củ, nhìn cái cây nó rất là quái. Rồi thông số luôn. Cái chân nó rất là độc đó cô chú anh chị ơi. Em đo hoành cũ chỗ này ha, là 34. 34 hoành cái cũ ha. Hoành thân 15. Thân 15. Chiều cao 35. Cao là 35. Kính bầu 19. Kính bầu là 19 nha cô chú anh chị. A14 650, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. À. A15. Cây này nó độc nữa nè cô chú anh chị ơi. Lô này hàng độc độc không à. Hai thân, một cốt nó ra hai cái thân ha. Hai cái thân nó hai thân đổ không nè cô chú anh chị. Nó rất là song song với nhau, nhìn nó rất là nghệ thuật. Còn cái củ thì củ cao nó hợp với cái cây luôn ha. Nó hài hòa lắm. Nhìn nó độc quá. Rồi em đâu hoành. Rồi, thông số luôn. Hoành ở đây là ở đây 25. 25 hoành cái củ ha. Cây này cái củ thì hơi nhỏ nha, tại vì cái củ cao á thành ra nó hơi nhỏ nha cô chú anh chị. Hoành thân chỗ này á là 18. Thân ngay vị trí đó là 18 nha. Em đo sao không biết. Đo chiều cao đi. Chiều cao tới đây là 22. Cao 22 ha. Đo chiều dài cái nhánh nè. Dài cái nhánh là
26. Nhánh dài 26 nha cô chú anh chị. Kính bầu nó 17. Kính bầu 17. A15 em xin giao lưu là 700 ngàn. A15 nha. Cây này 700 ngàn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rất là độc à, hàng độc lạ không ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha. A16. Cây này cái củ đẹp nha cô chú anh chị. À, củ nó cao ha, đặt luôn. Rồi thông số luôn, cây này mình chơi phong bay nha. Hoành em đo ở đây là 32. 32 hoành. Hoành thân chỗ này là 23. 23 hoành ngay vị trí đó nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 29. Cao 29. Kính bầu 18. Kính bầu 18 ha. Mã số A16 em xin giao lưu là 650 ngàn. A16 650, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha. A17. Một cây quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây này là khỏi chơi luôn đó, không có cái chỗ nào mà chơi được ha. Củ thân cành đó, cực đẹp. Vô cái chậu giống gì nó rất là hợp ha. Cô chú anh chị nhìn tổng quan ha, từ chậu thân cành cây ha. Cái co cũng rất là quái nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành em đói đây là 34. 34 hoành. Thân 14 nha, đo tuốt ở ngoài nha cô chú anh chị. Chiều cao là 43. Cao 43. Kính bầu 20. Kính bầu là 20 ha. Mã số là A17, em xin giao lưu là 750 ngàn. A17 ha. Cây này 750 ngàn, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây A18. Đó, một cây trực đổ nha cô chú anh chị. Đế à. À, cô chú anh chị mình thấy mấy cái co lắc cực đẹp nha. Rồi thông số luôn. Me chua nha cô chú anh chị. Lô này là toàn là hàng độc không à cô chú anh chị ơi. Hoành em đói đây là 35. 35 hoành. Hoành thân 15. Thân 15. Chiều cao là 42. Cao 42. Kính bầu là 17. Kính bầu 17. A18 nha cô chú anh chị. Cây này 700 ngàn cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo A19. Một cây gọi là siêu lùng lực luôn cô chú anh chị à, nó có một khúc mà rất là đẹp ha. Củ nó bự lắm ha. Để em quay từ trên xuống cho cô chú anh chị mình xem à. Đó, tại vì cái củ này, cái củ nó nằm dài á. Chi cành cực đẹp nha cô chú anh chị ha. Cái củ à. Cây này hoàn hảo lắm cô chú anh chị ơi. Đẹp lắm ha. Cốt cành ha. Nó rất là đẹp. Lùng lực luôn. Rồi thông số. Cây này cái phong bay nha. Hoành em đó vị trí này là 37. Cũ nó là 37 nha cô chú anh chị. Hoành thân là 18. Thân 18 ha. Chiều dài là 30. Dài 30. Bầu 20. Kính bầu là 20 ha. Mã số A19 em xin giao lưu là 800 ngàn. A19 nha, 800 ngàn, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây A20 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây này củ đứng nha, củ đặc đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành em đo dưới đây là 32. 32 hoành. Hoành thân là 12. Thân 12. Chiều cao ở đây là 28. Cao 28. Kính bầu 19. Kính bầu là 19 nha. Mã số A20 xin giao lưu là 600 ngàn. A20
20 nha cô chú anh chị, 600 ngàn bao ship luôn cô chú anh chị ơi. À, rồi chào cái luôn em ơi. Dạ, em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người.